Hồng Vân và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình với sự tài trợ chính của thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Hôm nay thì Quỳnh Linh cùng Hồng Vân thông báo cho quý vị một cái tin rất là vui. Một cặp đôi đã cưới nhau, đó là Quốc Việt và Quế Anh. Vân có biết không, cặp đôi Quốc Việt và Quế Anh này rất là dễ thương. Một bạn thì ở Tiền Giang, một bạn là ở Bến Tre. Một bạn thì tại sao lại ế, thôi bạn không có chơi mạng xã hội, là bạn không có quen được ai hết. Còn một bạn kia thì có một cái ưu điểm và khuyết điểm luôn, đó là đẹp trai, mà khuyết điểm cũng đẹp trai luôn. Ta sẽ thấy đẹp của ta không dám cua. Lúc đầu tưởng không hợp nhau, nhưng sau đó hợp nhau và các bạn đã đăng ký kết hôn và đã là tổ chức đám cưới. Trời ơi, chúc mừng. Thay mặt gia đình Bạn Muốn Hò chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc nha. Hôm nay thì hy vọng rằng một cái niềm tin mới, một niềm vui mới của cặp vừa rồi cũng sẽ vận vào hai cặp ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu với cặp đôi đầu tiên. Ưu điểm của em là em rất là hoạt bát, biết quan tâm mọi người. Thật xấu thì em có một cái là em rất thích ngủ nướng. Rồi buổi sáng nếu như mà có việc á, em có thể đặt đồng hồ báo thức cho 10 cái như vậy, cách nhau khoảng 5-10 phút. Cái đó là sở thích của Hồng Vân đó. Mời nhà trai. Rồi, chào trai. Rồi, ngồi đi em. Thấy nhà trai ra mà không khí phấn khích quá. Nhà gái ơi, mình đâu rồi, mời nhà gái. Bây giờ thì nhà trai, nhà gái có mặt trên sân khấu rồi. Dạ. Chúng ta sẽ giới thiệu lên để hai bên cùng nghe nha. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Và tất cả quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hồng Quân, em 31 tuổi, em là kỹ sư kinh tế xây dựng. Rồi, mình giới thiệu đi, giới thiệu hùng hồn mạnh mẽ lên. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia. Em tên là Vũ Thị Kim Thanh, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Quảng Nam, hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Công việc của em là phiên dịch viên tự do, phiên dịch tiếng Trung. Bên kia là ở Đà Nẵng đúng không? Dạ. Còn Quân là ở đâu? Dạ, em hiện tại cũng đang làm ở Đà Nẵng. Ồ, hay quá, dạ. Chúc mừng luôn. Bây giờ hai bên cho biết về ưu điểm, khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em là biết quan tâm đến gia đình, sống có trách nhiệm. Ừ. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì cái gì em cũng không biết. Em không biết nhậu, em không biết hút thuốc, em không biết gái gú, em không biết phá phách. Trời, bạn tế nhị ghê, bạn tự nói về bạn một cách rất là khiêm tốn vậy đó. Trời, còn em sao? Em nói coi nè. Dạ, ưu điểm của em là em rất là hoạt bát, biết quan tâm mọi người. Và cái khuyết điểm cũng chính là cái việc quan tâm mọi người hay nghĩ cho người khác nhiều. Đôi khi là bị thiệt của bản thân mình một tí. Thực ra cái đó là ưu điểm hết mà. Em có cái gì mà tật xấu không? Tật xấu thì em có một cái là em rất thích ngủ nướng. Chị cũng thích nè. Rồi buổi sáng nếu như mà có việc á, em có thể đặt đồng hồ báo thức 10 cái như vậy, cách nhau khoảng 5-10 phút. Cái đó là sở thích của Hồng Vân đó. Em có mấy mối tình rồi Quân? Thì mối tình chính thức cũng mối tình đầu tiên. Còn sau khi chia tay thì em có quen một vài bạn nữ nữa, nhưng mà không có thành công. Ba chìm bảy nổi chín lên đên hả em? Dạ, người ta nói là hồng nhan bạc phận đó, chị Hồng Vân. Biệt danh em là con đẹp trai chị. Trời ơi, anh khiêm tốn. Còn bên đàn gái? Em sao nè? Dạ, em về mối tình thì em có một mối tình đầu. Sau đó thì có tìm hiểu nhưng mà cảm thấy mình tìm hiểu không hợp, nên là cũng không có quen hay là gì hết. Trời, em có nghĩ là cái lần này em sẽ hợp không? Dạ, em cũng hy vọng lên đây là cũng hy vọng tìm được một nửa anh bên kia là có thể hợp với mình. Mối tình của em sắp tới một cái con người như thế nào? Em hy vọng là một bạn nam cao trên 1m73. 1m70 được không em? Dạ, mang giày vào chắc được á. Ok. Anh có nói là anh không hút thuốc là đúng tiêu chuẩn của em rồi đó. Vì em hơi ngâm rồi nên là nếu như bạn trai bù trừ mà anh có thể tắn một tí thì trời, vậy ưa nhìn á, ngoại hình ưa nhìn. Trời, chị nghĩ là em đó, cái làn da nâu nhanh lên là quá đẹp đó, đúng không? Một người đàn ông mà gọi là đó, chân mày đậm nè, nước da bánh mật nè, chân tay lông lá nè, nhìn là thấy một người rất là mạnh mẽ. Em, cái gu của em có phải là như vậy không? Dạ, nếu như vậy thì cũng hơi giống em đó. Người ta bảo là sống nhà lương, sướng nhà lông. Em từ nhỏ là hơi lắm lông, bạn bè hay chọc ấy. Xin bản quyền liền, nó rất hợp với Linh. Sao vậy Dân? Thiệt. Không, mỗi lần lông lá rồi Dân nhìn Linh vậy. Trời ơi, cái đó là đặc trưng và bản quyền của Linh. Có trong tươi, trong trắng, trong lỏng. Tội lắm em, một lần xé là nát da, nát thịt.
Ủa em... Dạ cái này là tự nhiên, thấy là em mới nói. Đâu có đâu, rất là đẹp. Linh, Vân nói thiệt. Vân rất thích những cái người con gái nào mà cái lông tay nhiều á, mà ép vô vậy nè, đẹp lắm. Đẹp lắm. Thiệt. Coi bên đây có không? Có không? Có ít à. Trống lỏng đi. Có. Có hả? Sống vì lương đó. À, đủ xài phải không? Em có muốn người đàn ông đẹp trai không? Cái đấy là yêu cầu. Đẹp trai cỡ như Nu Phước Thịnh đấy. tôi qua bên đây có phải Nu không? Nu. Dạ, em chào chị. Chào em. Mày cũng đúng Nu Nu à? Không. Cái này là một cái gì đó, không phải là Nu nhưng mà là cũng... Em có tự soi kiến em đi, em thấy cái mặt bạn trai bên đây liền à, ngộ lắm. Ồ. À, em cũng đi tìm như vậy đó, tìm tướng giống mình đấy mà. Bên đây không có tìm... giống Nu, có thêm dấu sắc nữa. Nú à? Nú. Dựa vô đâu mà ông nói người ta là nú? Sáng hơn. Đây là nhìn đây mặt sáng hơn, chín chắn hơn. Dạ. Em không thích con gái điều gì? Em không thích con gái mà hơi chơi bời quá. Em thích những người con gái mà người phụ nữ của gia đình ấy chị. Tất cả những cái điều kiện mà em mong muốn ở cô này chị thấy là được hết rồi đó. Được không ạ? Nhưng chỉ có điều cô không có đẹp thì sao? Dạ, tốt gỗ hơn tốt nước sơn vậy. Có nghĩa là nãy giờ những cái gì mà về tính cách á là em đồng ý rồi, đúng không? Dạ. Nhưng mà khuôn mặt xấu cũng chấp nhận luôn đúng không? Dạ. Súng hai cái răng nữa. Thì em về trong răng giả chị. Vô trong răng giả luôn. Dạ ok. Thôi chứ người thân đi. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đến chương trình cùng với mẹ em và một vài người bạn thân. Rồi xin chào cô. Chào gia đình đàn gái. Dạ con chào cô. Xin chào Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Chương trình này bản thân tôi theo dõi lâu lắm mà thấy bên trai là đàn, chàng trai rất tuấn tú, khôi ngô. Vậy con mẹ khuyên con thì tự con quyết định. Mẹ khuyên con là tự con quyết định. Mà chị thấy hai trẻ giống nhau không? Có nét giống nhau. Đúng không? Phu thê đó chị. Chị có điều cô dâu bị súng răng uổng quá. Gái hơi bị xấu xí. Ủa còn em đi với ai vậy cưng? Dạ em đi với anh họ và bạn của em ạ. À anh họ ơi, anh họ thấy cái cô dâu súng răng này thế nào anh họ? Kính thưa chương trình, kính thưa chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Anh thấy em gái này cũng được, dễ thương đấy. Không, em gái này có cái răng khảnh mà giống như kiểu mẹ em ấy. Dạ. Người thân cũng đã góp ý kiến rồi, hai trẻ sẽ gặp mặt. Rồi từ từ, rồi cái gì tới nó tới ha. Mở rào. Bắt đầu đi quân. Đó. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ em chào anh, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà tặng anh. Dạ. Nhưng mà trước tiên em muốn hỏi anh một câu là anh có biết điều không? Có. À có, món quà này của em muốn tặng anh là để cho anh. Đây là hạt điều. Em muốn hỏi anh ấy trước, bởi vì để xem là anh ấy phản ứng thế nào. Rồi cảm ơn em. Trời. Tôi nghe tôi sốc liền á. Nhưng mà mở ra hạt điều tôi giật mình, tôi thấy vui. Đó. Được. Em thấy anh có giống như những gì em mường tượng không? Nói chung là đối với em thì ấn tượng đầu tiên nó quan trọng nhất. Nên là khi mở rào ra nhìn thấy anh thì em cảm thấy cũng tim cũng hơi đập rồi. Hả? Dạ còn đập sao? Không em? Sao? Tim đập hả? Tim bình thường vẫn đập nhưng mà nó đập nhanh hơn một chút. À tim đập nhanh, còn em thì sao nào? Dạ em hồi hộp chị ạ, thấy bạn rất là dễ thương và thấy bạn rất là hiền ạ. Hiền nữa ha. Đúng như là cái gì mà em tưởng tượng không? Dạ đúng 99%. Vậy hả? Chứ hồi nãy lúc mà chị nói gạt em là em có tin là thiệt không? Em biết chứ, chị thích đùa. Công việc của anh sau này thì vẫn ở Đà Nẵng hay là? Công việc anh sẽ gắn bó lâu dài ngoài đó. Anh có bao nhiêu anh em à? Anh có một anh trai, em trai của anh. Nhà em cũng chỉ có hai người, em và anh trai. Em thích nhà có nhà đông anh em một chút, nó sẽ vui vẻ hơn. Vậy hả? Vậy thì sau này mình sinh nhiều con đi em, cho nó đông vui. Trời, anh duyên dáng quá. Vậy là tốt rồi. Bây giờ mỗi đứa tặng nhau bài hát gì làm kỷ niệm đi. Bác chuẩn bị sẵn cái đơn rồi. Em muốn tặng anh một đoạn thôi. Một đoạn trong bài hát Một Nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mở cùng một giờ, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Hay quá.
Rồi sao rồi, em có hát không hay là... Dạ, em thì hát không có hay lắm, nhưng mà hôm nay dịp đặc biệt thì xin phép chương trình và xin phép cô chú ở đây thể hiện một đoạn ngắn bài ca khúc Khoảnh Khắc. Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mộng manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em. Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, khi mùa thu xót xa cuối trời, giọt nước mắt khô không lời. Và rồi mùa thu qua trống tanh buồn vênh, và lòng mình băng giá, và dòng mình băng giá. Thôi được rồi. Dạ. Trời ơi, đáng lý thì đã phải cho hát được cái tới cái câu Người Về Đây Với Anh đi. Chứ tự dưng đây cái bài này rồi, người ta là chung một nhà, người ta ước mơ như vậy thì ông nó còn có một cái lá lên. Thiệt tình. Nói chung là chờ em tới còn một chiếc lá luôn, cũng chờ luôn đó. Không, anh thực sự năm nay 31 tuổi rồi, thì cái khoảng thời gian cũng rất là dài anh chưa quen ai. Và anh hy vọng ngày hôm nay em sẽ là người con gái cuối cùng mà anh rung động. Em đến chương trình này thì cũng hy vọng là sẽ tìm được một nửa của mình, và có thể ra về sau đó thì hai người có thể tìm hiểu và có thể nhanh một chút kiếm rễ cho mẹ em. Để tay vào nút bấm nha các bạn. Bấm nút là trao duyên với nhau nha các bạn. Chứ phải bấm nút để mình hẹn nhau mình uống cà phê bình thường. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. 1 2 3 hết thời gian. Chúc mừng. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, đứng đây nắm tay nhau đi, các bạn đã bấm nút hẹn hò rồi đó. Em xin phép được tặng thêm một món quà cho bạn. Và hy vọng em sẽ thích món quà này. Anh chờ ngày này rất là lâu rồi. Anh chờ ngày này lâu quá. Anh rối quá, làm chúng tôi rối theo. Trời ơi, một cái món quà mà thực sự luôn á, giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Wow. Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Wow. Trời ơi, rất hợp với áo em luôn á. Tuyệt vời. Wow. Trời ơi, nói cảm xúc liền cho, nói cảm xúc liền đi. Cảm giác sao em? Sao cảm em, xúc sao nè? Thật sự là em rất là, em quá bất ngờ về cái món quà của bạn Nam tặng. Cái món quà này của anh nó đối với em nó quá là ý nghĩa. Thì cái nhẫn này là nó còn biểu thị nhiều cái nữa, nên là em tạm thời em chưa dám đeo, em sẽ giữ. Và nếu như đến một lúc nào đó mối quan hệ của em và anh tiến xa hơn được, anh hiểu, thì em sẽ đeo nó, chính thức đeo nó. Đẹp lắm. Cứ cố giữ lấy những cái cảm xúc thế này. Và hai đứa làm sao hiểu nhau nhiều hơn, để những cảm xúc này thăng hoa, đi đến một hạnh phúc trọn vẹn. Điều đó cũng là điều mà cả gia đình và tất cả mọi người mong muốn nha. Dạ, em cảm ơn chương trình. Những chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu từ Malaysia, và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu, tổng giá trị 7 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng bộ sản phẩm này miễn phí nếu các bạn đăng ký kết hôn. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Trời ơi, tưởng tượng tới cái cảnh mà hai trẻ mà ngồi coi TV ha. Rồi, chúc các bạn sớm tìm được tiếng nói chung nha, sớm thông báo tin vui chúng tôi. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Quỳnh Linh, cảm ơn chị Hồng Vân. Bạn gái đi trước đi, để cho bạn gái đi trước đi. Như vậy là chúng ta đã chứng kiến cặp đôi đầu tiên họ
một phần nào đã hiểu nhau và trái tim họ cũng đã bắt đầu rung động và những cái bấm nút đã thể hiện tình cảm của họ với nhau. Chúc họ sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Em có coi chương trình Runman của Hàn Quốc thì cũng có hình tượng giống như một số anh ở trong đó, và cao cỡ anh Quang Su, cơ bắp giống như anh Trung Quốc và hài hước giống như anh Chu Du Giai Súc á. Cỡ ba người đó cộng lại là được. Mời nhà trai. Mời nhà gái. Mời đi anh trai. Bây giờ thì em trai giới thiệu về mình đi. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin chào mọi người ở khán phòng, chào quý vị khán giả đang xem trên màn nhỏ, chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào bạn gái bên kia. Em tên Đoàn Diệu Hòa, năm nay em 26 tuổi. Em lớn lên và học tập sinh ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là thủ kho ở Tân Phú. Còn em? Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh, bạn trai bên kia, gia đình hai bên và quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Bích Hà, năm nay 26 tuổi, quê ở Đắk Nông và hiện tại đang là quản lý khách hàng tại công ty chuyên thi công nội ngoại thất tại quận 12 ạ. Những cái khuyết điểm như cái ưu điểm của em là gì hả Hà? Dạ, ưu điểm của em là không hút thuốc, không uống rượu, chỉ uống được ít bia thôi. Một ít bia của em là mấy chai cưng? Tầm 3 chai. Cũng được. Dạ, vậy nếu như là anh uống thì chắc em đưa anh về quá. Dạ, em uống cỡ 5 chai rồi. Dạ, em rất dễ đồng cảm người khác. Hay vô quậy nhà bếp của mẹ cũng quậy được vài ba món. Mỗi lần em bày ra cái gì là mẹ em la trước rồi, xong rồi em nói hồi là mẹ em cũng làm giùm em luôn. Có lần em làm chè nhãn nhục hạt sen á, cái em làm không biết làm sao mà nó ngọt quá, cái em bỏ muối vô. Gì kỳ vậy? Em bỏ muối vô cho nó bớt ngọt, cái hồi em ăn không được luôn. Nấu nhãn nhục ăn xong cũng thấy nhục nhục. Ừ, mà bạn nói cái đó là ưu điểm của bạn. Ưu điểm đó. Hay làm trò, rất thích hát mọi lúc mọi nơi luôn, hát trong toilet hay đi tắm, rồi em rất hay thích hát là lúc mà chạy xe á. Em hát thử đi, hát luôn đi. 2, 3. Từng là hơi ấm bên đời, giờ là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh hãy nhớ cho tôi biết cô thắm không về nữa đâu. Đằng tròn niềm tin sai người, giờ này ai không ai cười. Thề hẹn làm chi để rồi bỏ đi. Yeah, yeah. Hay mà, hát hay được. Mà rồi, xin mời đàn gái. Dạ. Em biết hát không em? Dạ, em cũng có hay hát khi mà đi tắm hoặc là cũng chạy xe. Dạ, em thích làm thơ, thích thả thính. Dạ, em có bài thơ ở đây, xíu nữa em mở rèm ra em đọc luôn. Vậy hả? Dạ. Hồi em hát đi, hát trước đi, hồi đọc thơ sao? Nếu như ngày anh bước đến thì em sẽ yêu thương anh. Hãy nói với em chân tình, trái tim đừng làm em bối rối. Biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong manh tựa cơn gió bay qua. Hay quá vậy. Bên đây là rất thích hát trong nhà tắm. Bên kia có thích tắm vừa tắm vừa hát không? Dạ, vừa nghe nhạc vừa tắm vừa hát. Vậy hai đứa đi tắm hát đi. Hào nước lắm. Em gái có tật xấu gì không? Em có tật xấu gì? Dạ, em cũng hơi nóng tính một chút. Có hay ghen, có lên Facebook soi tới công ty họ hàng luôn. Em yên tâm, 21 mà có gì anh đưa Facebook cho em luôn, em khỏi lo. Chẳng những em đưa Facebook cho bạn gái, em đưa Facebook ba mẹ ông bà cho bạn gái luôn. Dạ, chỉ cần anh tìm anh có thể chia sẻ với em thôi thì em sẽ không soi đâu ạ. Cái mẫu người bạn trai lý tưởng của em là ai? Dạ, em có coi chương trình Runman của Hàn Quốc thì cũng có hình tượng giống như một số anh ở trong đó. Có phải là Lee Kwang Soo không? Dạ, cao cỡ anh Kwang Soo. Rồi sao nữa? Cơ bắp giống như anh Trung Cúc. Và hài hước giống như anh Chu Du Giai Súc á. Cỡ ba người nói cộng lại là được. Nói chung là cả ba anh luôn là Su Cu Cúc. Cu Cúc, em thuộc Su Cu Cúc vậy là em thuộc. Em có hài thôi. Có hài hước chứ. Được không em? Dạ cũng được. Mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Nói cho Dương Vân nghe nào. Dạ, mẫu người lý tưởng của em là bạn nữ có tóc dài qua vai. Tóc dài qua mắt vai. Mắt to, da trắng,
nói chuyện hoạt ngôn xíu để nói chuyện được nhiều với em hơn. Hoạt ngôn, nãy cũng hoạt ngôn rồi đó. Dạ. Gì nữa? Chiều cao không quan trọng. Mét được không? Không, được không? Được, được. Được phải không? Vậy được. Nó không quan trọng thì mình đưa xuống mét thì coi nó có phản ứng gì không? Rồi bây giờ nè, 26 tuổi, sự nghiệp đã có gì chưa? Nếu như bạn nữ có tiến tới hôn nhân thì sẽ tạm thời ở nhà của em trước. Tại nhà à, em làm dâu trước đúng không? Dạ, ở đây. Nhà em chỉ có ba em với mẹ em thôi. Không dễ ẹt. Làm dâu được không? Dạ được. Được luôn phải dạ. không? Chăm sóc được, nấu ăn được. Dạ, tại vì em ở quê vô nên là có nhà thì tốt. Có mấy người yêu rồi, trước cái bạn này? Tình trường của em có thời học sinh là năm lớp 8. Lớp 8 đã biết yêu rồi. Ông nói, ông có nói là em yêu đơn phương thôi cô chị. À, đơn phương. 4 năm trước em có quen một bạn nhưng mà cũng có 30 ngày thôi. Quen hết con căng rồi hả? Dạ. Có nắm tay chưa? Dạ rồi. Có hôn chưa? Dạ có luôn. Ủa bạn mà... Dạ mà bạn đó không tự nguyện. Em mỗi lần hôn là em trốn hoặc là em làm gì đó. Em tìm cách để em hôn bạn đó. Em cướp nụ hôn đó phải không? Chứ không có ai cho em. Mỗi lần hôn là ăn tán hoặc là bị véo ở đây nè. Về bị tím cắt luôn. Rồi tội nghiệp, hôn con cái mà tán vô mặt rồi nó ngắt nghéo. Em có tán khi người yêu hôn em không? Dạ không, em thích. Cái này không có bị tán đâu. Mấy mối tình rồi? Dạ, tính ra là 2 mối tình nhưng mà không được chính thức cho lắm. Thì tới khi em hỏi bạn đó là bây giờ mình là gì của nhau á, thì bạn kêu em đợi. Nhưng mà em đợi được 1 tháng thì em quyết định không đợi nữa. Thì sau đó bạn đó có báo với em là sắp cưới. Trời, đợi lâu rồi, đợi cả tháng luôn á. Đợi 1 tháng. Hai này gặp nhau được nè. Em hình dung một cái người tình lý tưởng như thế nào em? Dạ, em liệt kê thì nhờ chị Hồng Vân kiểm tra giùm em. Cao trên 1m65. Được không? Được, em 6m8, 6m7 lần. Được. Rồi, 6m7 luôn. Dạ, không bị hô. Chút xíu được không? Chút xíu. Xíu, xíu. Công nghệ niềng răng bây giờ dạ. cực kỳ tốt luôn. Mình sửa. Không có cờ bạc. Có không? Dạ, không. Rồi, không luôn. Không cờ không bạc. Có đào hoa. Không, đâu có ai đâu giờ. Đào hoa. Có một cái đặc biệt nữa là phải là đàn ông. Phải là đàn ông. Đúng em mà. Chắc chắn luôn á mình lên. Chắc khẳng định không? Khẳng định luôn. Em nói bản lĩnh nói lớn cho bên kia nghe coi. Em đàn ông em mới lên đây kiếm vợ chứ anh. Trời ơi, bởi vì đàn ông làm sao mất niềm tin quá. Tới mức một con gái nó phải nói là phải là đàn ông. Bên đàn trai hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn đồng nghiệp với là một bạn nữ thân của em. Con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân và chị Hà cũng như là bên đàn gái và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại phim trường cũng như là qua màn ảnh nhỏ. Gia đình anh Hòa không có sắp xếp thời gian tới đây được á nên mong là bên đàn gái mình sẽ thông cảm. Con xin tự giới thiệu, con tên là Hồ Cẩm Hằng, năm nay 24 tuổi. Theo em nhận xét chị Hà nha, chị Hà là một người mạnh mẽ với lại chị rất là dễ thương, em thấy được. Còn về anh Hòa, nói chung là em rất là thân với anh Hòa. Có thể nói anh Hòa có rất là nhiều ưu điểm như anh Hòa nói. Anh Hòa là một người biết lắng nghe. Nếu chị là một người phụ nữ nha, được một người đàn ông lắng nghe là tuyệt vời lắm luôn á. Trời ơi, nói chuyện bí mật đàn luôn. Đàn ông ai cũng lắng nghe hết, nhưng dạ, quan trọng họ có thấu hiểu hay không thôi. Đúng rồi, và rất là thấu hiểu. Em nghĩ là cái tâm đức của anh rất là có và rất là cao. Anh ok đó chị. Thì hai anh chị hãy cho nhau một cơ hội. Biết đâu mai mốt mình sẽ đi nhậu chung với nhau. Dạ em hết rồi. Được. Nha. Rồi em gái đó là em gái hay sao? Bạn đó có chồng rồi. Nhưng mà em có em gái mưa không? Dạ không, em không có em gái mưa, em gái nắng vậy. Giờ em chỉ là có em gái Hà thôi. Em gái Hà đi với ai vậy? Dạ Hà Thính kinh hoàng không? Hôm nay em đi với một đội ngũ hùng hậu. Có ba mẹ, sếp, chị hai, chị họ và các bạn đồng nghiệp nữa. Trời ơi. Rồi. Chào bên đàn gái. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Nói chung là về nhận xét thì nói chung cảm thấy là khuôn mặt nó cũng khả ái. Về cái cân đối chiều cao thì cũng bình thường. Còn về ưu điểm thì nói chung cái gì mà tao ưu điểm là tao phát huy thêm. Còn mà khuyết điểm ta cứ sửa chữa. Theo tôi thì cảm nhận thì cũng được. Dạ. Cái gì chưa được? Có thể góp ý không? Không, có cái góp ý nữa thì nhờ là bên sếp của cháu. Em làm là đồng nghiệp chung với Hà. Quản lý trực tiếp của Hà. Khi mà em nghe hai bạn chia sẻ với mình, cảm thấy hai bạn còn trẻ con á. Nhưng mà đặt vấn đề về hôn nhân này kia thì em thấy cái suy nghĩ của bạn này nó còn cần phải tìm hiểu thêm, dành thời gian nhiều hơn nữa. Thì vì quan điểm của em về trong tình yêu á, thì tình yêu tới nhanh lắm. Nhưng mà nếu mà theo cái cách bạn chia sẻ thì cái sự thấu hiểu nó sẽ chậm hơn, chậm một nhịp. Thành ra là nên dành thời gian nhiều hơn nữa để tìm hiểu, để làm sao cho sự thấu hiểu nó bắt kịp với lại cái nhìn đầu tiên, cái tình yêu sét đánh mà tí nữa mình gặp ấy.
Nhưng mà nhớ là phải chậm và sâu. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Chuyện này chuyện của tụi nó ha. Khi nào mở xong nói không? Chú gật đầu là được. Bắt đầu. Này này là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông. Anh cũng có bông nhỏ tặng em. Dạ, em cũng có một hộp quà tặng anh. Dạ, anh có thể mở hộp quà ra. Ở trong đây là cái khăn em đang. Thì Hồ Chí Minh không được lạnh cho lắm, nhưng mà quê em thì lạnh. Khăn ống mình phải chồng từ trên cổ xuống, trên đầu xuống. Em quà cho bạn đi. Em sợ mắc mít. Chiếc khăn gió ấm này màu cũng nam tính ghê ha. Trước khi em về ghế ngồi, anh có thể hỏi em một câu hỏi ngoài lề xíu được không? Được anh. Theo em á, thì người ta đo khoảng cách trái đất bằng cách nào? Hai người ngồi gần nhau trong bài Minh Hằng với Tim á. Còn anh á, anh đo khoảng cách trái đất bằng cách này nè. Đúng không em? Thì cũng là gần nhau. Đâu bài thơ của em đâu? Dạ đây ạ. Bài thơ này của em có tựa đề là Anh ở đâu, anh ở đây. Em đã được đi các tỉnh miền Tây, ra tận miền Trung, Phú Yên đầy nắng gió. Em đi hoài không thấy anh đứng đó, chậm lại một nhịp, anh đã ở đâu. Bạn muốn hẹn hò đăng ký đã lâu, trước cả thời gian em lặn lội ra Bắc, cọc tìm trâu đi từ Nam chí Bắc. Không cuộc cỡ nhỡ, không thấy cả người thương. Ba chàng trai có ý muốn vấn vương, đã nhiều lần thính bay nơi em đó. Nhưng tim em vẫn đang bật đèn đỏ, mãi chờ anh giờ mới tới đèn xanh. Ôi trái tim yếu đuối và mỏng manh, được bao bọc bởi hình hài mạnh mẽ. Gặp anh đây rồi có phải là ngã rẽ con đường màu xanh nơi có anh và em. Hay quá. Thơ này là em tự viết. Như vậy còn gì để nói nữa đâu, đúng không? Cô gái rất là bản lĩnh nha. Cọc đi tìm trâu khắp từ miền Bắc tới miền Nam luôn rồi đó. Đây, đó, con anh ở đâu? Đúng rồi, nơi anh ở đây rồi. Xúc động hay không? Chứ hay. Tôi là tôi muốn rớt nước mắt đó, có xúc động không? Dạ cũng có. Cũng có. Có nhiều không anh? Có nhiều. Đọc xong bài thơ giống đơ luôn à. Anh dạ. Nhận thính không? Em thích thả thính và đó là thính. Vậy mình cùng nhau thả thính nha. Rồi, được rồi. Anh có thích đi du lịch không? Anh thích đi du lịch nhiều lắm. Anh đi được nhiều ở Việt Nam hay là nước ngoài chứ? Không, anh thích đi du lịch cùng với bạn gái thôi. Nước Việt Nam mình còn rất nhiều địa điểm rất đẹp mà em chưa đi tới, cho nên em sẽ đi trong nước trước. Em đi Nam ra Bắc rồi, điểm nào anh chưa đi thì để em dắt đi. Dễ thương quá. Hồi nãy anh nói anh không nhậu được á, nhưng mà nếu như mà em đi làm, em gặp khách hàng, xong rồi em có đi nhậu với khách hàng về hơi trễ thì... Nói chung là em chỉ cần báo anh tiếng thôi là được. Giờ giấc khi nào em chuẩn bị về anh sẽ ở nhà anh chờ em. Ok. Em thấy anh sao? Có một chút hơi khác với tiêu chuẩn, đó là bằng tuổi thì em cũng có thích người hơn tuổi em một chút. Nhưng mà nếu như mà anh đủ chững chạc, chín chắn và có thể tìm hiểu em sâu hơn thì... Lên đây thì anh có thể bị khớp, bị quên. Cho nên tính anh cũng hơi trẻ con, nhìn thấy tính anh hơi trẻ con. Nhưng mà nếu mà tìm hiểu sâu thì tính anh rất là quan tâm nhiều người, nhiều thứ. Hiểu được cảm xúc của con gái rất dễ luôn. Em có hơi mũm mĩm á, thì không biết là như nào. Đó về mình tính sau nha. Mỗi đứa sẽ nhìn nhau muốn nói gì với người đối diện. Mình nói thật lòng, mình nói tất cả suy nghĩ luôn nha. Trước khi tới đây á, thì anh cũng có một món quà tinh thần nhỏ dành tặng cho em. Anh cũng làm, đây là món quà tự tay anh làm. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày chờ, tháng đợi, năm mong. Gửi em, người anh sắp yêu. Người anh sắp yêu à, em mập, em gầy, em mũm mĩm, anh đều không biết. Anh chỉ biết là anh sắp yêu em rồi đấy. Anh không phải là những chàng trai trong phim em từng xem,
trong những câu chuyện em đọc. Anh yêu em theo cách của anh, cái mà tìm trong phim, trong truyện cũng không thấy. Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, miễn bên nhau là được. Đến trước hay đến sau, tình đầu hay tình cuối, đều là sự sắp đặt của số mệnh. Cái quan trọng là ở đâu, ở bên cạnh ai, ta có thể mỉm cười mà không phải lo âu bất cứ điều gì. Em đọc xong bức thư xúc động đậy này thì nhớ về với anh nhé. Anh sẽ đợi em. Em đừng đi lạc nữa nha. Yêu em. Trời, tôi thiệt á, tôi nghe cái bài thơ này tôi cũng muốn khóc. Án thơ của cô gái tôi cũng muốn khóc. Trời ơi, sao mà xúc động vậy? Cái này là cái này là các bạn lấy cảm xúc sự từ chân từ... thành đến từ trái tim đó Vân. Thì đó. Hai bạn ấy rất trẻ nhưng cảm nhận hai bạn ấy rất là sâu sắc luôn. Các bạn ấy chuẩn bị trong cái buổi gặp mặt hôm nay rất là kỹ luôn ha. Ở trên dòng đường đời này á, có nhiều rất nhiều bến đổ. Nếu như mà trên đường đời vấp ngã này anh có thể đi cùng với em thì chắc chắn sẽ là một hạnh phúc. Và anh sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Bấm nút hay không bấm là quyền của các bạn. Yêu thương nhau, xem đây là một nửa yêu thương của mình, có thể đi đến hôn nhân thì bấm nút. Nút đã bấm. Và bây giờ chúng ta sẽ đếm 3, 2, 1. Hết thời gian. Tuyệt vời. Anh lúc đầu anh lại đánh giá em là một con người khác. Nhưng sau sao cái, đó cái anh bài lại, thơ đó thực anh sự anh lại cảm giác là suy nghĩ của anh sai. Cảm ơn em đã đem đến những cái giây phút, những cái cảm giác rất là thật, rất là tuyệt vời thế này. Rồi hai đứa nắm tay nhau đi. Bây giờ mình xin phép có chú đó. Dạ ba cho con xin hôn hôn Hà. Con dễ thương đó. Thứ ba liền luôn là xin. Cậu này á, theo mình đánh giá, theo cái kinh nghiệm của mình nhìn đó, cậu rất thật lòng, không có gì gọi là giả dối hết nha. Không phải như những người khác. Tuy mới nhìn mình cứ tưởng cậu này lóc chóc, cậu này một cái gì đó nó gọi là xu hướng thôi. Em ở ngoài là em là một người rất là hoạt bát, em rất thích giỡn và thích chọc phá mọi người. Nhưng mà sau khi em về mỗi ngày á, thì em sẽ suy nghĩ lại những việc mình đã làm, những việc mình đã đi qua. Cho nên nhiều lúc á, em hay cảm thấy em sai nhiều thứ lắm. Nhưng mà em chưa có cơ hội nào để có thể xin lỗi hoặc là làm gì đó tốt hơn. Ở đây những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 để chiến thắng. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới năm đầu tổng giá trị 7 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng bộ sản phẩm này miễn phí nếu các bạn đăng ký kết hôn. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh. Hãy giữ lấy những giây phút trong trẻo này nha các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần rút thăm may mắn. Khán giả may mắn sẽ nhận được một nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. Chúc mừng khán giả số 42. Rồi, chúc mừng nha. 42. Đây, đúng rồi. Chúc mừng bạn. Rồi, đem về nhà nấu cơm để nhớ với chương trình nha. Rồi, cảm ơn em. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4 triệu 690.000 đồng nếu trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thực hiện phiên bản đặc biệt dành cho các cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang có công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các anh chiến sĩ quân đội hoặc bạn nữ nào có nguyện vọng tìm người yêu là các chiến sĩ quân đội thì nhanh tay đăng ký tham gia.
Cảm ơn thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt đã tài trợ chính chương trình. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Hồng Vân và Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Giữa hai người cuộc trò chuyện thì em tụi em muốn lên trên vậy là giữ đúng chỗ rồi. Không, em không phải tiếp người đánh đâu, tại em mập quá đánh lại người ta nên em nghĩ em chỉ gào lên rồi đánh lên. Thôi em trai, em thích tính con hiền. Trong một cái mối quan hệ bạn bè hoặc gì đó mà cái người nào đó mà họ trật với mình rồi đó, mình sẽ kết thúc công việc đó, đó gọi là chấm dứt cái mối quan hệ đó. Con thì khác với anh Nhân, không có bể trong lòng tại vì bản thân mình mệt mỏi không được gì hết, chứng minh cho bạn gái thấy là cái tình yêu nó vẫn còn thật. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.